Bắt tay với BTS, hãng phim Illumination ra mắt cửa hàng pop up BTS 10 Despicable Me siêu đáng yêu để gặp gỡ người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Binh đoàn Minions đang đổ bộ khắp các cụm rạp chiếu phim trên toàn quốc. Kẻ cắp mặt trăng vẫn sẽ tiếp nối câu chuyện của Gju. Lần này, anh phải đối mặt với một kẻ thù mới là một diễn viên hài nổi tiếng nhưng thực chất lại là một kẻ ác độc âm mưu chiếm lấy thế giới. Bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những giây phút giải trí bùng nổ với những tình tiết hài hước, cùng với đó là những thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình và tình bạn. Cũng như bao bộ phim khác, Despicable Me 4 cũng được quảng cáo siêu rầm rộ trước thềm công chiếu để thu hút khán giả. Tại phía Tây Hollywood, Hoa Kỳ, một pop-up store đã được dựng ở đại lộ Santa Monica nhằm quảng bá cho bộ phim. Thú vị hơn, nhà sản xuất đã bắt tay với nhóm nhạc toàn cầu BTS để cho ra mắt bộ sưu tập Box 7 Pack cực kỳ đáng yêu. Mỗi nhân vật Minions đại diện cho từng thành viên BTS với các điểm nhấn đặc biệt. Không gian cửa hàng được trang trí bằng màu vàng chóe đặc trưng của các chú Minions. Khi bước vào bên trong, người hâm mộ sẽ được đắm chìm vào vũ trụ Minions siêu cấp đáng yêu. Mọi nơi đều có sự xuất hiện của binh đoàn siêu quậy này. Họ có thể dạo chơi trong phòng của Poppy, nhân vật trong phim, và khám phá căn bếp màu hồng của cô ấy, mua thêm một số món quà độc quyền như áo thun, túi tốt, phụ kiện khác. Các khu chụp ảnh trong Box Up Store cũng được chuẩn bị siêu hoành tráng để chiều lòng các fan ruột của Minions. Mô hình Minions được đặt ở mọi nơi trong cửa hàng nên dù đứng ở bất cứ khu vực nào thì cũng tạo ra được những bức ảnh độc đáo và chất lừ với binh đoàn này. Follow Unique OH để biết thêm nhiều thông tin thú vị về quảng cáo ở trên nha.